Tuyệt đối đừng để cho lão yêu bà này chạy mất. Nếu để cô ta quay về bản thể, thì ký ức sẽ dung hợp với bản thể. Chúng ta đều không phải là đối thủ của bản thể cô ta đâu. Tiểu lưu manh, mau sử dụng đại phúc lăng nga tử của ngươi đi. Nhưng mà đại ca, tàn sĩ phi viêm nga của ta không chính xác, không đánh trúng được đâu. Đừng phí lời, nghe hiệu lệnh của ta rồi bắn. Long cảm level 1, dự đoán và cảm nhận linh lực toàn thân dao động. Chính là lúc này, bắn. Phải mau chóng bẩm báo với tông chủ, mọi người đều bị lừa rồi. Vậy mà văn thư ghi chép táng long lại. Thiên minh đại nhân, đao của người ta sẽ bảo vệ nó thật tốt. Tiểu hoàng tễ, những gì cướp được đã hiện thân. Đúng là nữ nhân ngốc. Nhìn trộm một phần bí mật của túc chủ, Chu Phi Hoành hộ độ hào cảm cộng 100. Độ hào cảm đã đạt đến 100 với Chu Phi Hoành, liên kết linh hồn độ thuần phục là 63%. Tỷ lệ đồng bộ cao mở khóa, kỹ năng mới trong phạm vi 3 cây có thể truyền thông tin tức đến truyền thông tin tức kịp thời đến túc chủ. Người phải nghĩ cho kỹ đấy, một mình tiến vào thí luyện, một khi tâm trí thất thủ thì không ai cứu được ngươi đâu. Chu Phi Oanh, diễn xuất của cô đáng lo thật đấy. Cái gì? Vừa nãy đó là linh lực truyền âm sao? Không đúng. Ta không thể cảm nhận được phương hướng truyền đến. Giọng nói này giống như là được phát ra ở trong đầu vậy. Đừng để tâm, ta chỉ đang thử kỹ năng mới của mình thôi. Cô cũng có thể tưởng tượng ra sự tồn tại của ta trong đầu của cô, thông qua cách này để nói chuyện với ta. Nhưng cô đừng quên, chúng ta là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, rời khỏi nơi này chính là kẻ địch. Bây giờ, cô dễ bị kích động như vậy, ở trước mặt chủ nhân của Thanh Nâu, đừng có như vậy đấy. Nếu không thì chỉ một chút thôi đã bị nhìn thấu rồi. Nghĩa nào là nói, ngươi có thể nhìn thấy lòng ta. Chuyện thí luyện cô không cần phải lo lắng, nhưng thực lực của cô lâu chủ đó, nghe rằng không phải ta có thể đối phó được đâu. Cầm cho chắc cây đao này, xác suất rất cao, người cuối cùng có thể xoay chuyển cục diện là cô. Vậy thì gặp lại sau, này. Bạch Ngọc Thành, có thể tùy ý thay đổi hình thái và kích thước trong ngoài không gian. Bạch Ngọc Thành, bắt đầu kiểm soát không gian bên trong thành. Thiên minh đại nhân, ơi y phục của ta đều đã cực kỳ tàn tạ rồi, nên ta giúp cô cởi ra rồi. Vết thương của cô còn chưa khỏi, nghỉ ngơi ở đây trước đi. Đợi chút đã, thiên minh đại nhân. Người có từng nghe nói đến Hắc Long Thần Giáo hay không? Hắc Long Thần Giáo. 5.000 năm về trước, có hai vị đại năng đỉnh cao đóng băng cấm địa ở chiến trường viễn cổ, tình cờ phát hiện ra phần còn sót lại của văn thư táng nòng. Văn tự ở bên trên khiến cho người khác thấy rất khó hiểu, nhưng linh lực cường đại lưu trữ ở trong đó lại khiến cho con người hoàn toàn không dám sơ suất. Trải qua mấy trăm vạn năm giải mã khó khăn, đoạn lịch sử trước đây từng được ghi chép lại nổi lên trên mặt nước. Trong khoảng thời gian sóng to gió lớn đó, vậy mà lại tồn tại long ảnh tối đến huyền ảo mơ hồ, cùng với rất nhiều vị thần yêu di không thể lý giải được. Sự tồn tại của bọn chúng vượt xa cả cường giả đỉnh cấp lúc bấy giờ. Vì vậy, bị văn thư táng long thu hút mà vô số cường giả tiếp sức giải mã trong thời gian dài, dần dần hình thành nên Hắc Long Thần Giáo bây giờ. Dựa theo bộ phận công khai với giáo đồ, thì Hắc Long dùng sức mạnh của bản thân ẩn nấp lúc mọi nơi trên thế giới, chờ đợi một ngày nào đó con trai của Hắc Long xuất hiện. Trong biến cố lớn thứ hai được tiên đoán, cứu vãn hàng vạn, hàng triệu thế giới, Hắc Long Thần Giáo cũng do đó mà phân thành hai phe phái. Phần lớn giáo đồ đều theo muốn di tàng của Hắc Long,
không ngừng dùng mọi cách để tìm kiếm manh mối ở trong văn thư Táng Nồng, mưu đồ kiểm soát sức mạnh của hủy thiên diệt địa này. Phái khác của tôi coi Hắc Long là thần linh, đi lễ cúng bái, con trai của Hắc Long mà văn thư Táng Nồng ghi chép lại, càng được xem như là sự tồn tại giống như là thánh tử vậy. Lúc đó ta ở trong tầng bí cảnh thứ nhất, vô tình nhìn thấy Hắc Văn trên vai ngực ngài. Vậy mà lại giống hệt với thần giáo Hắc Long Văn, do đó mới nảy sinh sự hoài nghi. Thế nên trong quá trình ngài diệt trừ tâm ma, tiện thể cảm nhận linh lực trong người của ngài, quả thực giống như là thần khí mà người trong giáo cung phụng, tỏa ra khí tức tương tự nhau. Vì thế ta mới nhận định ngài chính là con trai của Hắc Long ở trong truyền thuyết. Nghe đồn dục vọng của Hắc Long là hoàn toàn vượt qua người bình thường. Cho nên nếu Thiên Minh đại nhân muốn song tu thì Oanh Nhi bất cứ lúc nào cũng có thể san sẻ cho đại nhân. Sau này gọi ta Thiên Minh là được rồi. Cô còn đang bị thương, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Chuyện song tu tương lai còn dài. May quá, xem ra cô ấy không hề nhìn ra hệ thống trên người của mình. Chủ nhân, chủ nhân đúng là chẳng thành thật gì cả. Miệng thì nói là không có hứng thú với cơ thể của cô gái nhỏ, sau khi giành lại quyền kiểm soát cơ thể thì đã vội vàng sử dụng nó rồi. Cảm giác khi lần đầu tiên sử dụng cơ thể của cô gái nhỏ thế nào, thật không ngờ chủ nhân cũng khá là thuần phục đấy. Đừng nói mấy lời khiến cho người khác hiểu lầm nữa. Không hổ là đại ca lợi hại, chúc mừng đại ca. Cân nhắc tẩu tử mới, tên nhóc ngươi cũng vậy, không biết nói chuyện thì cút đi cho ta. Ấy, bây giờ không còn người nào khác nữa. Bạch Ngọc, cô nên nói cho tao biết chuyện mà cô đã hứa rồi. Chủ nhân, chúng ta mau chạy trốn đi. Hắc Long thần giáo thánh đàn. Thần giáo thánh hỏa, hôm nay cuối cùng ta cũng được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thật của nó rồi, đúng là khiến cho lão phu chấn động. Vậy mà trên thế gian này lại còn có ngọn lửa màu đen. Năm đầu thành lập giáo, dưới sự chỉ dẫn của Táng Nông Văn Thư, thánh nữ đời đầu tìm được ngọn lửa này dưới lòng đất với độ sâu hàng vạn mét ở dưới, hàng vạn mét của núi lửa Tâm Ngục. Kể từ đó, lập nên thần giáo thánh đàn, mấy ngàn năm không mất, do từng đời thánh nữ kiểm soát đến nay, mà trong thánh hỏa lưu trữ sức mạnh thần bí, lại là gốc rễ cường đại, đến nay trong thần giáo của nhất mạch thánh nữ. Lần tu luyện này, thánh nữ đã dục hỏa kiên trì mấy trăm ngày, tạo ra kỷ lục, cưa này chưa từng có. Chưa đến hai thời thần nữa, chính là chuẩn ngày này rồi, sẽ có cơ hội nhờ vào sự chỉ dẫn của thánh hỏa, đột phá hóa thần đỉnh cấp, lên thẳng đến cảnh giới phản hờ, trở thành ngọn núi cao khác kề vai với phó giáo chủ. Thánh nữ đại nhân, sao bây giờ ngài đã xuất quan rồi, không phải vẫn còn hai thời thần nữa sao? Viên hỏa châu này gần trăm năm nay ở trong thần giáo mới có một viên, cứ như vậy mà. Thánh nữ đại nhân, thánh dũ thuật. Không đúng, vừa nãy phu quân còn cảm nhận được linh lực tràn ngập cảm giác áp bức của thánh nữ, sao trong nháy mắt lại trở nên yếu ớt như vậy rồi? Lam nhân thối, không có sự cho phép của giáo chủ, ai cho người vào tế đàn này? Thánh nữ đại nhân thứ tội, lão hổ là lo cho thánh thể của đại nhân, không hề muốn mạo phạm vào cấm địa. Thánh công tu luyện của thánh nữ đại nhân, trừ khi nàng gặp phải lá chắn rồi. Không sao, Hắc Long thần giáo thánh nữ nắm giữ tế đàn đời thứ ba Hề Băng Hà. Vừa nãy là ta cảm nhận được phân hồn tiêu tán rồi, nhất thời tâm cảnh không ổn thôi, nên mới đành phải từ bỏ đột phá. Làm sao có thể? Phân hồn của thánh nữ đại nhân đã một mình phát triển ngàn năm, sớm đã bước lên cấp bậc của con đường nguyên anh rồi. Không ổn, lẽ nào là bên Thanh Nhâu xảy ra biến cố gì đó hay sao? Vậy thì kế hoạch của thần giáo, ta nghe nói đồ đệ yêu quý của người Trương Húc Bá 3 ngày trước đã đi đến Lục Vũ Thành rồi.
Không sai. Tính ngay thì tối mai có thể đến Thanh Lâu thu hồi Nại Lô Đỉnh rồi. Lão Hổ sẽ đi cùng Hồn Ngọc truyền âm, báo cho hắn kế hoạch sẽ thay đổi ngay đây. Chắc chắn là sẽ bảo hắn phải làm việc cẩn thận. Đúng là đáng sợ thật. Mặc dù bế quan tu luyện đến nay, nhưng tình báo về Não Phù lại nắm rõ như lòng bàn tay. Chờ đã. Ngươi chuẩn bị đi, nửa thời thần sau ta sẽ đến Hợp Hoan Tông. Lỡ như chuyện Nô Đỉnh thất bại, thì chúng ta cần phải bày bố trước ở trong Hợp Hoan Tông. Tuân lệnh. Ở trong Bạch Ngọc Thành, phân hồn của mình gần như là sự tồn tại vô địch. Lẽ nào là khí linh mất kiểm soát hay sao? Hay là nói trong thành có tu tiên giả cao giai có thể so được với hóa thần xâm nhập vào. Nếu đúng là cố ý, không chỉ khiến cho đột phá của mình đã chuẩn bị gần trăm năm nay thất bại hoàn toàn, mà còn quấy nhiễu kế hoạch lớn của thần giáo mình nữa. Tên nó không chỉ có cảnh giới cao thâm, tâm tư đúng là vô cùng tỉ mỉ. Đáng ghét. Nhưng bất kể ngươi là ai, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Mình chưa từng nhìn thấy thánh nữ đại nhân tức giận đến mức độ này.